bấm nhỏ nhảy đi cho đỡ cái máy mình bấm hơi nó lao an hơn. Nhiều khi đâu có nghĩ tới đâu. Còn em trăm hai em. Kiến thoát tiền, đưa tiền lại anh lấy tiền của anh. Dạ 100, đó là 100. Có 100 không hay là mượn Kim Anh gì đó thấu giùm về đó. Đẹp mà, đẹp thiệt luôn á. Bỏ quá đi. Đóng cửa lại đi kia. Gì?
Vô ngủ vậy. Tụi nó đau không? Trời ơi, nhà dễ sợ đó nè. Cho Ni hả? À, không, không, lấy cái hộp. Ui, hay hộp. Lấy cái hộp. Giữ cục vàng cho nó lạnh. Đi. Không tệ, đi tới. Cười thôi hả nữ. Nhẹ thôi, đừng nhẹ thôi. Chị làm cục mưa nữa. Không, im đi, nhẹ thôi. Chị kích vô là vẫn ra chứ không có nạn. Cục này là không có nạn. Tụi nó vừa nó nằm rồi. Nó ai làm rồi? Em. Em làm, lá chim làm. Có cơ hội anh cười rồi, có ngúng rồi. Ừ. Ngủ xong rồi. Không lên lại. Bữa nó xẹp hết rồi, không lên lại. Em à. Không còn y cái cầu đó nữa, nó mua hả không lên lại. Thôi. Phải nắng ra một cục cầu mà. Này còn có túi bạc này, chị cần lâu có túi bạc. Sao? Cái túi bạc hết ra được một nửa rồi, chị không nặng nữa, để chị kéo ra cho. Nghiêng qua đi. Cái túi bạc đi. Thôi, đợi. Cái đào tới não luôn. Chuyển qua cục nữa rồi.